Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 290.000 học sinh Đà Nẵng ở các bậc học, từ mầm non cho đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, vui tươi và ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi trường. Lãnh đạo thành phố đã đến dự và chung vui cùng với ngành giáo dục thành phố. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu thì lúc này đây các em học sinh lớp 1 với cái tâm trạng vừa háo hức vừa bỡ ngỡ đã sẵn sàng để được các anh chị học sinh lớp 5 dắt tay vào trường, chính thức bước vào một bậc học mới. Và có lẽ là cái không khí rộn ràng náo nức của ngày khai giảng đang lan tỏa trên khắp các trường học trên địa bàn thành phố. Và hy vọng rằng với những cái nụ cười trên môi của học sinh, của các thầy cô giáo, của các bậc cha mẹ học sinh thì chúng ta sẽ có một năm học 2023-2024 nhiều niềm vui và ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tại trường tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường đã gửi lãng hoa của Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc mừng và cùng dự chung vui ngày khai giảng với thầy và trò nhà trường. Năm học này, trường tiểu học Lý Tự Trọng có gần 1.200 học sinh, trong đó có 240 học sinh lớp 1. Dù các con đã có thời gian làm quen trước đó khoảng một tuần với thầy cô bạn bè, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động trong thời khắc con bước vào một cấp học mới. Thấy các con là buổi sáng dậy đã dậy rất sớm là để chuẩn bị rồi, các con cũng hồi hộp, thành ra là mẹ nó cũng hồi hộp như y như các con vậy, nó cũng rất là lo lắng không biết là con vào lớp 1 như thế nào. Hy vọng là một năm con học là đầu tiên là vui vẻ đã, bởi vì vào lớp 1 thì con cứ vui vẻ có tinh thần tốt. Sau lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy đã đi thăm bếp ăn, hồ bơi, thư viện nhà trường và động viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu mang lại môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới và tặng hoa chúc mừng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm học này, nhà trường đón 299 em học sinh vào lớp 10. Trong không khí hân hoan của năm học mới, thầy và trò nhà trường quyết tâm viết tiếp truyền thống, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, văn minh với phương châm phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho thành phố và đất nước, kiến tạo những giá trị giáo dục ưu việt theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực cốt lõi và năng khiếu của từng cá nhân. Trước đó, năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục là lá cờ đầu của ngành giáo dục thành phố với nhiều thành tích xuất sắc. Học sinh nhà trường cũng đoạt nhiều giải thưởng thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố và khu vực. Lễ khai giảng của thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Phú năm nay có sự tham dự và chung vui của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Trần Phú chào đón hơn 785 học sinh lớp 10 nhập học. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, tạo sự chuyển biến căn bản toàn diện chất lượng giáo dục. Năm nay là năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với nhiều cái tổ hợp lựa chọn của học sinh thì nhà trường là đáp ứng hầu như tất cả các nguyện vọng của học sinh để cho các em định hướng cái tương lai sau này của các em. Và nhà trường là sẽ tổ chức là thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố và cho học sinh tham gia kỳ thi, tiếp tục tham gia kỳ thi Olympic 30 tháng 4 truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến dự và chia vui với thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến dự tặng hoa và chung vui với thầy và trò trường tiểu học Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đến dự và tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đến dự chúc mừng lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường tiểu học số 1 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đã đến dự và chung vui trong lễ khai giảng năm học mới cùng thầy, cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Trương Vương. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh dự lễ khai giảng với thầy và trò trường Trung học phổ thông Ông Bích Kim, huyện Hòa Vang. Trưởng ban nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Hồng Quang, quận Liên Chiểu. Bước vào năm học mới 2023-2024, tất cả các trường,
đều nêu cao quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt các mục tiêu của chương trình giáo dục 2018. Đây là năm học thứ tư thực hiện cái lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong lộ trình đó, người giáo viên được giao quyền tự chủ nhiều hơn, tự chủ trong lựa chọn hình thức dạy học, tự chủ cả trong việc lựa chọn ngữ liệu dạy học. Nhưng để đáp ứng được điều đó, người giáo viên cần có một năng lực và cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Vậy nên với nhà trường, tập trung cao nhất trong năm học này là tập trung cho chuyên môn của đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo các phòng học 100% các phòng học 2 buổi trên ngày và các cái phòng bộ môn như âm nhạc, tiếng Anh, tin học, mỹ thuật. Đồng thời thì nhà trường cũng rất là vui mừng trong năm học mới này được chào đón là 186 em học sinh lớp 1. Thì thầy trò nhà trường trong buổi khai giảng hôm nay thì cũng rất cố gắng phấn đấu để có một năm học mới là nhà trường là xây dựng trường được kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Sau 3 tháng nghỉ hè khi gặp lại các bạn của em là cảm xúc em rất là vui cũng như là hào hứng và phấn khởi cho năm học mới. Còn về mục tiêu thì em nghĩ là đây là năm cuối cấp nên là em cần phải cố gắng cũng như là tập trung nhiều hơn để có thể đậu vào các nguyện vọng như các trường mà em mong muốn. Tại trường chuyên biệt Tương Lai, buổi lễ khai giảng có không khí ấm cúng nhưng rất đặc biệt. Chỉ có những ngôn ngữ ký hiệu của các em với nhau, cả phụ huynh lẫn giáo viên đều xúc động trong buổi lễ. Tất cả đều mong muốn và hy vọng những cô cậu học trò nhỏ sẽ học tập thật tốt, cải thiện được tình trạng hiện tại và sớm hòa nhập với cuộc sống bình thường. Ba mẹ nhìn thấy nó cũng gửi gắm hết tất cả niềm tin vào thầy cô giáo, nhưng mà nhìn thấy phải nói là cũng ngưỡng mộ tất cả những thầy cô dạy các cái bạn lớn này. Thấy là cũng đã được điều khiển được các bạn, nói chung là đã rất là dạy dỗ và hướng cho các bạn khỏi bớt đi cái tăng động ấy từ kỳ. Nên mình cũng hy vọng con mình sẽ được cái sự chăm sóc và giúp đỡ với là sự tận tình của thầy cô nhà. Với năm này thì mình mang một tâm thế rất là háo hức, rất là mong chờ để chào đón các em đến môi trường mới, để trong năm học này mình có thể giúp các em những kỹ năng, những điều nhỏ nhất trong cuộc sống để các em có thể bước vào đời một cách là dễ dàng hơn. Có thể nói lễ khai giảng năm nay tại các trường học được tổ chức với tinh thần ngắn gọn, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tất cả các đơn vị trường học tổ chức dạy học theo thời khóa biểu của đơn vị. Riêng các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 được ngành giáo dục xác định là một năm trọng tâm của quá trình đổi mới, khó khăn nhiều nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều thành tựu ở phía trước. Năm học này, Đà Nẵng tiếp tục sử dụng ngân sách để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Những chính sách nhân văn và không khí phấn khởi của ngày đầu năm học mới, hứa hẹn một năm học với nhiều quả ngọt với ngành giáo dục thành phố.